Kính chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong những căn bệnh mà người cao tuổi thường gặp phải, gồm có câu khẩu quyết là 3 cao 1 thấp. Và chúng ta thường chú trọng về việc giữ gìn sức khỏe cho người cao tuổi bằng cách lưu ý đến những căn bệnh này. Và cùng tham gia với chương trình của chúng tôi hôm nay có bác sĩ Trần Danh Tài. Vâng, thưa bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về câu khẩu quyết 3 cao 1 thấp, những chứng bệnh của người cao tuổi không ạ? Nói chung, ở người cao tuổi thì rất nhiều bệnh. Trong đó thì người ta quan tâm đến, hiện nay ta quan tâm đến 3 cái bệnh, 4 cái bệnh quan trọng. Một là cao huyết áp, hai là cao đường huyết, ba là cao cái mỡ máu, và cái thứ tư tức là bệnh về thấp khớp. Thì đấy là cái 4 cái thứ mà người ta lưu ý, cho nên người ta tóm tắt lại như vậy. Nhưng thì bà con khó hiểu, nhưng mà thực ra thì nó là như vậy. Thế bây giờ thực thì cái cao huyết áp ấy, là đã những người cao tuổi từ 60 trở lên thì thường hay bị cao huyết áp, mà những người mập thì hay bị, nhưng mà không phải chỉ những người mập, kể cả những người gầy cũng bị. Và trong cái cao huyết áp người ta sợ nhất là cái cơn cao huyết áp, tức nó đang bình thường 13, 14, đùng cái nó vọt lên 16, 17, 18, thì cơn đó là nguy hiểm. Thứ hai là tiểu đường, thì cái tiểu đường ta hay gặp hiện nay tức là tiểu đường type 2, tức là do mình gây nên, do là cái tuyến tụy ấy, nó không đủ sức tạo ra cái insulin để nó tiêu chất đường đi, thì cái đó là do mình gây nên. Ta gọi là 3 cao 1 thấp là như thế đấy. Vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà người cao tuổi đã lỡ mắc những chứng bệnh mà chúng ta đã vừa nói là 3 cao 1 thấp, cao mỡ máu, rồi cao huyết áp, rồi cao đường hoặc là thấp khớp rồi, thì ngoài việc là chữa trị bằng Tây y thì Đông y có hỗ trợ được gì trong chữa những căn bệnh đó không ạ? Trước tiên thì tôi xin nói là Đông y thì các cái bệnh về xương khớp thì cũng có cái ưu thế của nó. Nó không, một là nó không độc, hai nữa là nó chữa gần như là căn nguyên hơn. Như tôi đơn cử đây, như đỗ trọng này, như là cái cẩu tích này, rồi bổ cốt toái này, cẩu tích này, rồi ngưu tất này, vân vân, khương hoạt, độc hoạt, là những cái vị thuốc mà người ta đã dùng từ xưa giờ rất tốt. Tất nhiên là theo từng bệnh nhân một. Có đặc biệt thế này, không phải nói như thế, không phải cứ nói như thế là cứ tất cả những cái vị này. Mỗi cơ địa của mỗi người khác nhau và tính chất bệnh khác nhau, cho nên là dùng thì phải do thầy thuốc, ít nhất là thầy thuốc đó phải có học, có kinh nghiệm, chứ không phải cứ thấy người ta ăn khoai vác mai đi đào cứ thế. Thế còn những cái bệnh về tiểu đường thì những cái thuốc nào gọi là triệt hẳn cái tiểu đường thì không có, cơ bản vẫn là cái miệng. Chúng ta phải hạn chế cái miệng mình đi, tức là đừng có người đến đây thấy quả táo tàu ấy, thấy cái ngọt, thấy cái bánh ấy là cứ thế ăn thôi, bởi vì họ thèm ăn lắm. Hay là bệnh viện chúng tôi thấy có nhiều vì người ta mua trộn đường về người ta ăn, bệnh viện cấm ra. Cho nên phải biết giữ, phải có ý chí thì có nghị lực mới giữ được, tức là cơ bản đấy. Thế còn thì để đề phòng cái đó thì theo ý tôi thế này, thứ nhất là về ăn thì không nên ăn quá nhiều những chất béo, cholesterol nhiều, như là trứng gà, những cái thứ mà có rán nếp nấu giường. Hai nữa là không nên ăn đường nhiều quá. Nhưng mà nhớ rằng nếu chúng ta ăn những cái thứ như đường tự nhiên, rau quả nhiều thì cái đường huyết nó ít đi. Rồi mà nhớ rằng là đông các cụ dạy có 7 cái tình trí: hỉ nộ ai lạc ái ố hận, tức là 7, người ta gọi là thất tình đấy. Thì 7 cái tình trí đó nếu mà anh điều hòa được thì cũng đỡ được rất nhiều bệnh, đỡ được như vậy. Tức là vui quá cũng có thể chết, giận quá có thể chết, rồi yêu quá có thể chết, vui sướng quá có thể chết, vân vân, thù oán cũng có thể gây chết người. Nếu chúng ta điều tiết được cái đó thì cũng có thể đỡ được rất nhiều bệnh, chứ không cần thiết đến về thầy thuốc. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Danh Tài rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là qua những lời khuyên của bác sĩ Trần Danh Tài, nếu như người cao tuổi đã lỡ mắc những chứng bệnh như chúng ta đã nói vừa rồi là 3 cao 1 thấp, cao mỡ máu, cao huyết áp, cao đường huyết và thấp khớp, thì ngoài việc chú ý chữa trị theo đơn thuốc của bác sĩ thì chế độ dinh dưỡng, chế độ vận động, và ngoài ra một tinh thần lạc quan, sảng khoái và cảm thấy rằng mình đang sống có ích và sống hòa hợp với con cháu là những bí quyết để người cao tuổi có thể tiếp tục giữ gìn sức khỏe và tiếp tục một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ cùng với con cháu, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay.